kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt vì chúng ta cứ mỗi năm tới ngày 19 tháng 6 đó, thì chúng ta có một số vấn đề để chúng ta kính nhớ tới những người lính những người quân nhân trong quân lực Việt Nam cộng hòa đặc biệt khi mà chúng tôi tiếp xúc với lại anh Thành Thơm Lê đó khi mà đến thủ đô Hoa Tình Đốn đó, thì chúng tôi có được cái dịp tiếp xúc để mà tìm hiểu thêm về thân thế về cuộc đời của anh và gia đình HO mà có con em rất là thành công khi đến Hoa Kỳ và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với anh Thơm Lê Thành xin kính mời quý vị theo dõi. À, trước hết xin được kính chào thành. À, em xin kính chào anh võ thành nhân và xin kính chào quý đồng hương thương mến. Khi mà chúng ta nói chúng ta đến hoa kỳ thì nó có cái thời điểm, dạ. nó có cái diện riêng gia đình của thành và thành đến mỹ năm nào và cái diện như thế nào? Dạ thưa anh và thưa quý đồng hương thì uh, thành đến mỹ uh, cùng với gia đình vào năm 1995 uh, theo diện HO 31 và ba của thành là khóa 1 uh, đại học Chiến tranh chính trị đà lạt. Dạ vâng. Yeah, khi mà đến định cư thì ba của Thành trước kia là ở Đà Lạt thì như vậy là cái công cuộc đấu tranh, cái 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 giai thoại mà lịch sử những cái những cái công đức của cha mình đối với cuộc chiến đấu đó Thành có thể kể lại cho bà con nghe không? Yeah, dạ vâng thưa quý vị là một con em của cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì thực ra thưa quý vị chúng tôi là luôn luôn đề cao cái tinh thần của cha anh mình đặc biệt là ba của Lê Thành là quý vị biết là xuất thân khóa một đại học Chiến tranh chính trị Đà Lạt do đó là cái cái vấn đề mà nuôi dạy của gia đình cũng ảnh hưởng đến con cái và hồi xưa thưa quý vị ba của Lê Thành cũng học rất là giỏi do đó là khi mà đến Mỹ thì anh em chúng tôi là làm sao để mà trả ơn vì trở lại cái câu hỏi của anh là cái sự hy sinh của cha ông mình quá lớn những người thua quý vị là trước đây là cái chết và cái sống nó kề cần kề bên nhau sau năm 1975 thì cái sự hy sinh đó của những người ở lại nó là càng lớn hơn nữa khi mà phải vào trong những cái trại tù cải tạo thì mỗi lần mà quý vị chúng tôi mà nhắc đến đây là lê thành bao giờ cũng cảm động là vì thưa quý vị là may mắn là cho lê thành được đi thăm bố một lần hai lần trong... đi thăm ở trại tù trại tù bảy năm bảy năm ừ. trại tù thì mỗi lần thăm như vậy là em khóc dữ lắm, dạ. Uh -huh. yeah. Thành bây giờ uh -huh. mỗi lần mới nhắc đến cái chỗ này là em xin lỗi rất, à. rất, là, rất là cảm động yeah. Và khi mà chúng ta nói đến cái cái sự hy sinh của ông cha của mình, à, chúng ta nói tới cái sự cố gắng của chúng ta để yeah. mà đền đáp lại cái sự hy sinh đó, yeah. thì khi mà qua Mỹ đó thì các anh em của Thành có cái điều kiện học hỏi như thế nào và hiện nay cái sự thành tựu nó ra sao rồi? Dạ, yeah. vâng thưa anh và thưa quý vị, à, ba của Lê Thành á cứ luôn luôn dạy con rằng là về nhà mình nghèo chỉ có một con đường duy nhất mà thoát khỏi được cái sự nghèo khổ và bần cùng đó là học vấn mà thôi ba em cứ luôn luôn nói đó mình cái cái dù lòng mình cũng có lý lịch của mình lại càng tệ nữa và và trong gia đình là tất chỉ có con đường duy nhất đó là học hành thành ra là thưa quý vị khi mà đến mỹ thì sau một năm mà chúng tôi đi tất cả đều vào lao vào đi làm một năm đầu để mà kiếm được là, là mua xe rồi nào là góp lại để có một cái mua được một cái căn nhà để mà ở cho người là an cư lạc nghiệp đó thân sau đó thì chúng tôi sau một năm là anh em đều trở lại đi học hết nhưng mà cũng nhờ là cái chúng tôi có được cái gen cái gen từ bố mẹ bố mẹ ngày xưa học giỏi do đó anh Nhanh biết không? em đến mỹ năm 95 mà năm 2000 em đã học xong bằng master về điện tử Tại trường đại, đại học UTA, dạ. chỉ sau 5 năm định cư tại Hoa Kỳ em đã học xong Master với điểm là 3.9 trên 4 chấm, rồi đứa em của em tiếp tục lại ra một đứa kế tiếp là ra Master cũng về điện tử luôn, rồi một đứa khác là Master về Computer Science, rồi cái, sau đó mấy năm sau thì tiến sĩ Kevin Huy Lê, là tốt nghiệp tiến sĩ về về về, về điện tử UTA luôn. Thì sau đó Kevin Huy Lê có giảng dạy tại đại học UTA một thời gian và sau đó làm research scientist cho một cái công ty. Rồi thưa vị đứa em trai út của Thành mà sau khi ba mà đi tù cải tạo về đó sinh năm 82 đó từ 75 đến 82 là là anh biết là, là 7 năm đó thì cậu đó bây giờ là bác sĩ chuyên khoa tim mà đặc biệt là thông tim, yeah. thông thông tim và khi mà chúng ta nói tới gia đình có con em đi học như vậy đó thì những người con đó là gọi là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Thì mình nhìn thấy ông cha của mình và mình nhìn thấy cái sự cố gắng của mình đó, thì trong tương lai những cái gì mà Thành nghĩ rằng mình có thể đóng góp để cho cái niềm hãnh diện của nó biến thành những cái công tác hay là những cái kết quả cụ thể cho đất nước chúng ta. Dạ vâng thưa quý vị thì cái học thôi cũng chưa đủ. Quý vị thấy như gia đình chúng tôi quý vị đã thưa với quý vị thì chúng tôi luôn luôn là mang cái tinh thần của những cái người con hậu duệ của quân lực việt nam cộng hòa và nối tiếp cha ông cái sự hãnh diện đó chúng tôi luôn luôn là muốn làm sao để cho người việt nam của chúng ta là ngẩng cao đầu với năm châu bốn bể thưa quý vị là ví dụ như chúng tôi nói với quý vị sau khi mà mình chúng tôi học xong thì tôi với tiến sĩ Kevin huy lê mà nghĩ làm sao mình phải làm cái gì đó chứ còn ví dụ mình chỉ đi làm hãng không thôi thì cũng là nó xin thưa với quý vị thì thì có gia tài giỏi như thế nào nó cũng vậy thôi nhưng mà khi mà mình làm cái việc cho mình thì mình có cái khả năng và mình có được những cái 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 vấn đề những cái tự do trong cái vấn đề là make decision do yeah, ừ. đó em với Kevin thành lập công ty Luraco vào năm 2005 Yeah, thưa, thưa anh là sau khi sau 10 năm định cư tại Hoa Kỳ thì chúng tôi thành lập công ty Luraco và cho tới bây giờ là 14 năm rồi mà quý vị biết là công ty Luraco chúng tôi không những là chúng tôi uh, được uh, gần gũi với cộng đồng Việt Nam nhưng mà thưa quý vị về bên chỗ quốc phòng Hoa Kỳ hoặc là những cái công ty uh, của Mỹ họ cũng nhận biết về công ty Luraco và mỗi lần chúng tôi được gặp những cái thưa quý vị những cơ quan chính phủ thì họ cũng rất là ngưỡng mộ cái sự thành công của công ty Luraco và khi mà chúng ta nói tới ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam cộng hòa yeah. chúng ta nói tới những người lính những người đã hy sinh chiến đấu nhưng mà cái cuộc chiến chẳng may chúng ta kết thúc vào những cái ngày rất là khắc nghiệt của cái nghiệt ngã của đất nước là ngày 30 tháng 4 yeah. một số người đã hy sinh đã chết yeah. ngay ngày 30 tháng 4 yeah thì Thành có thể chia sẻ cái cảm tưởng của Thành đối với lại gia đình của những người mà đã có những người hy sinh như vậy hoặc là những người lính đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Dạ vâng, thưa anh thì đó là những cái mất mát quá lớn. Dạ chúng tôi quá lớn. Hồi đó thì thưa vị năm 75 đó thì khi gia đình chúng tôi khi đó ba thì đi tù. Thành hồi đó cũng đang còn nhỏ thôi. Nhưng mà thưa quý vị Thành nghĩ lại vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiêu gia đình là vì mình dù sao đi nữa ba đi, uh, đi tù cải tạo giống, nhưng, nhưng mà nhưng còn sống dạ, còn bao nhiêu người thưa quý vị nhất là quý vị biết không chúng tôi ở ngoài Quảng Trị Đông Hà Quảng Trị đó thưa quý vị là cái nơi mà uh, tuyến đầu của cái bom đạn do đó là thưa quý vị khốc liệt lắm à, cái năm mà chúng tôi 95 chúng tôi đi Mỹ mà đôi khi uh, thỉnh thoảng vẫn nghe bom nổ và người chết vẫn chết là vì thưa quý vị người dân đi cày đi quốc gặp phải bom mình đó thưa quý vị cũng cũng nổ lâu lâu cũng nghe y ầm chỗ này chỗ kia rồi cũng người chết cho đến năm 95 ừ. yeah. tội nghiệp lắm thưa quý vị cho đó là đó một cái mất mát quá lớn và nhân đây uh, cho chúng tôi uh, đại diện cho gia đình Luraco cũng uh, xin được tri ân sự hy sinh của tất cả các anh các chú các bác và cũng xin được uh, chia buồn với những ai mà không được cái may mắn để đạp bước chân đến vùng trời tự do xin được cảm ơn Thành rất là nhiều yeah. Yeah kính thưa quý chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi cũng xin có một cái giây phút để mà kính nhớ đến những người đã hy sinh cho đất nước của chúng ta, đặc biệt những người đã hy sinh trong những ngày tháng cuối cùng của một cuộc chiến rất là nghiệt ngã và xin được trân quý những bà mẹ, những người chị, những người em thuộc những cái gia đình của quân lực Việt Nam Cộng hòa đang còn nuôi dưỡng những con em của mình và hy vọng là trong tương lai chúng ta thật gần, chúng ta có một ngày hoàn phục Việt Nam ai à, xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị